Mà là món là mè gà. Không có bên biển thì cứ gà bên biển tội gì. Có anh có cái nào? Mè gà tây. Mè gà tây, mè gà tây. Lẩu mè gà tây. Lẩu mè gà tây. Đây, toàn cảnh anh em làm bếp hôm mùng 8 tháng 3 đây cho chị em phụ nữ đây. Không cho bằng cái dáng của bà nào ra ngoài bếp, các bà đang thân soạn, đang vô việc chỗ đốt trong nhà. Các bác thì các chị em thì hôm nay cho ở nhà đọc báo vào mạng. Đây là thực phẩm chính hôm nay này, bún này. Thực phẩm chính với bún thì có mà ăn đòn, mẹ nó đánh nó bỏ mẹ ăn. Phụ là thực phẩm phụ, đậu phụ có đậu phụ rán để ăn lẩu. Đây thực phẩm chính này. Có 8 người rồi, lại để làm tắm đây. Đây là gì nhảy thôi này, đây này. Chả viên. Đây anh Thoát, anh thử phát biểu cảm tưởng hôm mùng 8 tháng 3 thế nào. Đây, hả? Đây chưa có vợ, đây không phát biểu được. Không có vợ. Không cảm nhận. Không có vợ, không cảm nhận được ngày đó như nào, anh không có vợ người yêu. Thì người yêu đang tìm. Đây là món mộc để cho bạn ăn lẩu này. Qua bắt được con đạn ở ngoài Basky, nó chạy ở ngoài rừng nên mấy anh em tổ chức coi như này. Hành này. Bữa cơm thân mật với chị em. Đây thực thực phẩm chính này. À, lưỡi này. Lưỡi bò. Lưỡi bò. Đâu? Lưỡi bò tây. Thì lưỡi bò tây. Lưỡi bò tây. Lưỡi bò tây đúng. Nấm thì cũng nấm tây. Đấy. Đồ tây, nói chung là đồ tây. Nấm thì năm bé, nấm thì to. Anh Thông thì phát biểu còn tưởng ngày 8 tháng 3 được làm bếp, anh thấy thế nào anh? Hồi hộp lắm. Hồi hộp à? Hồi nhiều đâu. Hồi hộp lắm à? Tí nữa anh... tạo cho chị em một sự bất ngờ. Có phải vào bếp lần đầu tiên mà hồi hộp anh? À, tí nữa tạo cho chị em một sự bất ngờ khi mở cửa phòng của phòng ăn ra, các chị em nhảy vào cái... Wow! Đây nồi chính rồi, đây là chính rồi. Anh này khéo tay hay làm này. Đây là nồi nước dùng. Nồi nước lẩu các bạn, đây. Rất là ngon. Chứ không cần thì chứ chết bỏ trong mùi tàu chứ thôi. Ăn cống thôi đấy. À, em mới có cái thúng rồi, thì em bỏ ra ăn chấm thôi. Thúng thì là... Này, em ăn tiền. Kế là tiền thôi, thầy áo. Cái này nó lại cái kiểu béo này. Thúng thì bún được ngon đấy. Hôm nay 8 tháng 3 nặng kiểu gì chứ em cũng chả bảo là đẹp mà. Mà nếu làm được thì bắt đầu này, mày ra đi làm cái này, cái để tao nói phép thì không được thằng nào nói bằng. Em phụ nữ bảo, ui, đẹp rồi. Đúng rồi, không ngon, phải kiên ngon. Là vợ mà làm như thế là mình chạy bắt đầu đấy. Mặt nhăn. Ăn đũa ấy à? Mình thìa mấy cái thìa inox để tí nữa đũa với thìa thì coi như vậy là gom mà anh nhỉ? Em biết rồi, như vậy bởi vì ăn cái này mà không ăn đũa thì không ăn được. Các em không lấy đi.
nó giòn. Mày gà tây à? Mày đi nướng cũng ăn đấy. Nướng khô. Á khô. Không kiểu như vừa chín là phải chơi ngay. Còn ông nướng còn để chờ chờ cái gì nó mới đấy. Đang nóng hổi à ông này. Để chết nhanh. Kiểu như mấy thằng đi ngoài sông ấy. Cứ nướng chín rồi là ăn luôn. Nướng luôn. Ăn luôn. Sao kia? Tao hỏi món gì đó. Nặng cái này à? Ừ. Tưởng gì cái món này. Quá được à? Tao lấy cái thìa mua cà phê, xúc cung kiếm để phát cà phê, phát tay để xong. Đúng rồi, rất chi là nhanh. Đây là không nấm. Có cái thìa này. Đây, cái thìa là nó vừa bằng nhau. Cái thìa cái ấy, cái thìa mình pha cà phê ấy. Chỉ cần là một ngọt phát nó cứ vừa vừa, cái đấy phát là mình bỏ ra. Mày đi ngò cái xong rồi nhưng gì nữa xong là không có rồi, bây giờ phải đi mua ra. Ừ, ai 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 cho về nhờ ở chợ đây, người chứ phải cái không mình ai cho về xem nào nó ai người khác không người không được cái mỏ cấm mua ra mua ngay người khác cho dân nhờ nó chứ nhờ vậy quân bộ. Ra bên này Petrocan mua này, ra bảo ra quanh quanh em muốn chín luôn, phải nhẹ ra cái tầng mình đây này là phải mua một bộ bát búa có khoảng bốn mâm đó đấy. Nó ở chùa nhà, đồ sàn chứ luôn. Đấy, với cái búa bốn cái kia, cái ấy cái bếp, rồi lại chợ hoa quả, rồi ga, rất chi là ổn, không có mẹ về phải mượn thì kéo gì, chứ đây mình vứt đi mẹ nó mất mẹ rồi, nhưng mà cái đợt đấy thì nó cũng khoảng ấy thôi, nó hết đát rồi, toàn đồ nhựa, còn đâu mà hết chúng, còn đâu mới nhập. Cái này là mọc già, cuối cuối tầng hùng ấy mẹ đi mua hết luôn, cái này một trăm độ là ổn hết anh em. Lấy cái thìa nhựa tí. Mẹ đấy à? Cần gì nắm mấy đâu em, cần gì phải mẹ về nữa mẹ mày. Tròn tròn là xong. Miễn là nó cứ đừng có nở ra thành mấy miếng là được thôi mà. Mày như tầng nào? Tao tính thế thôi nhưng không khó tính vào quân. Tầng nào? Trong như tôi nhưng mà hơn mẹ nghề mát tính. Không nhưng mà cái này nặng cũng vào này. Hoa này thì chắc. Cái này chín được phải hoa đấy nhỉ. Bảo thu xem tầng 2 có mượn hộ ai. Tầng 2 có nhà ăn nhà không? Trên tầng 4 mọi người ăn đầu đâu, đây này có gì? Tầng 4 ăn cái món gì đây? À, từ từ xem. Thằng béo cũng ăn được không? Thằng béo ăn. Thằng béo nhà nó ăn đầu à? Mình là dưới này phải cần 3 bếp gì đâu. 4 bếp. Phòng rộng, phòng bốn. Phải trần hay là đổ nước sôi luôn này? Không, giờ cứ rửa nước lạnh đi. Tí nữa mình trần sau. Với bún này lấy mà. Tí thì mà thích thì coi như vậy là xem ngò cao tần cho vào không có trần nước sôi. Chả thì xả cái gì nước lạnh.
Thế ăn rồi thì xong lấy cái gì lau tay lau mồm. Ăn gì đâu lấy cái gì rửa răng. Bỏ anh cầm ấy. Đấy là cái rất nhỏ nhưng mà là cái cầm. Thôi đây anh để em làm cho. Anh để em làm cho. Anh làm ra ngoài bỏ đi. Ra bồn nói chuyện anh nhé. Anh cho chậu để em ra máy bồn nói chuyện nhé. Bồn kia như thế thôi. Bồn kia sẽ em rộng. Bồn kia vẫn động rồi. Nó không có nói tiếng nữa đâu.
đâu. Đi đâu? Xả súng. Xả súng như ra. Đây. Ai được hú sang cầu cái kia mà vứt.